Xin chào anh chị, em tên là Loan, em là chuyên viên tư vấn của hãng điện thoại thông minh Samsung. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh chị một sản phẩm mới của Samsung được cho ra mắt, đó chính là Galaxy Note 8. Galaxy Note 8 vừa được cho ra mắt vào năm 2017 với thiết kế màn hình tràn vô cực lớn lên đến 6.3 inch. Bên cạnh đó, máy còn được hỗ trợ S Pen thông minh, một điểm đặc trưng của dòng Galaxy Note. Máy với những tính năng được tối ưu hóa cho S Pen thông minh cùng với những ứng dụng tiện ích đi kèm, em tin chắc là các anh chị sẽ hài lòng về sản phẩm này. Với tính năng Reload Memo ghi chú trên màn hình khóa, S Pen sẽ biến Galaxy Note 8 của chúng ta thành một cuốn sổ tay thật thụ để anh chị dễ dàng viết và chia sẻ những ý tưởng trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình lên trên màn hình khóa. Thao tác cực kỳ đơn giản, anh chị chỉ việc đưa viết lại gần màn hình khóa và bấm nút ở trên thư viết để kích hoạt tính năng. Anh chị có thể thoải mái ghi chú mà không cần lo sợ hết chỗ vì máy hỗ trợ cho chúng ta có thể ghi chú lên tới 100 trang. Chúng ta cũng có thể bấm vào biểu tượng mũi tên này để di chuyển qua lại giữa các trang với nhau. Sau khi viết xong, chúng ta có thể lưu lại hoặc chọn vào biểu tượng ghim để ghim ghi chú vào màn hình khóa. Ngoài tính năng ghi chú bằng S Pen, S Pen có thể giúp chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc trong cuộc sống hoặc đơn giản tạo chúng ta một bức ảnh động, ảnh gif có thể mang dấu ấn cá nhân của mình. Thao tác như sau, anh chị sẽ vào lệnh không chạm trên màn hình, chọn vào biểu tượng tin nhắn trực tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào nền để hãy chọn ra được bức ảnh cần vẽ hoặc là ghi chú lên. Bấm hoàn tất một lần nữa. Sau đó, máy sẽ cho chúng ta 15 giây để hãy vẽ hoặc viết lên bức ảnh. Sau khi xong, chúng ta sẽ bấm hoàn tất một lần nữa. Bây giờ, máy sẽ tự động lưu bức ảnh của chúng ta lại theo dạng ảnh động kèm theo chữ viết tay của mình. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Và cuối cùng, chúng ta chỉ việc chia sẻ bức ảnh động này cho bạn bè của mình thông qua các ứng dụng như là Messenger, Viber hoặc là up lên Facebook để có thể chia sẻ được cho mọi người. Và điều đặc biệt hơn nữa là với VS Band của Galaxy Note 8 có thể còn giúp chúng ta là một người trợ lý thực thụ, thì chúng ta có thể chuyển đổi được những đoạn từ văn bản hay chỉ để định lượng một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ cần vào một trang viết tiếng Anh bất kỳ. Sau đó chúng ta nếu cần chuyển đổi ngôn ngữ, chúng ta chỉ việc kích hoạt lệnh không chạm trên màn hình. Sau đó chọn vào tính năng dịch, chọn ngôn ngữ cần dịch, chọn vào logo chữ T nếu chúng ta cần dịch một từ bất kỳ bằng cách là đưa viết lại gần từ cần dịch. Hoặc anh chị cần dịch một đoạn văn bản thì chỉ việc chuyển sang biểu tượng đoạn văn và đưa S Pen lại vào đoạn văn bản cần dịch, thì lập tức S Pen sẽ dịch hết cái đoạn văn cho mình. Không những thế, chúng còn chuyển đổi được những định lượng và tiền tệ vô cùng hấp dẫn và dễ dàng. Ngoài những tính năng thông minh của VS Band, Galaxy Note 8 thì sở hữu một cụm camera kép vô cùng đặc biệt cùng với những tính năng như sau. Chúng ta sẽ bấm vào lấy nét động thì camera sẽ giúp chúng ta có thể chụp được những bức ảnh chuyên nghiệp như là trên máy cơ. Chúng ta có thể chỉnh sửa độ sâu của bức ảnh như thế này. Thậm chí là khi chụp xong, chúng ta còn có thể chỉnh sửa lại được độ sâu của bức ảnh trước và sau khi chụp như thế này. Đồng thời, camera sẽ lưu lại cho chúng ta hai bức ảnh từ hai camera khác nhau, thì chúng ta có thể chọn lựa lại được góc ảnh hoàn hảo và đẹp nhất. Và chúng ta có thể lựa chọn lại như thế này. Và Galaxy Note 8 là một sản phẩm điện thoại đầu tiên để tích hợp công nghệ là chống rung quang học cả hai camera kép cùng với công nghệ zoom 2x. Do đó, chất lượng hình ảnh khi chụp, quay phim vẫn luôn được sắc nét ổn định ngay cả khi anh chị đang zoom và khi đang di chuyển. Một điều đặc biệt nữa là năm nay Samsung Việt Nam đã hỗ trợ chúng ta Samsung Pay, một giải pháp thanh toán bằng công nghệ độc quyền của Samsung. Thì bây giờ, lần đầu tiên các anh chị đến những nơi vui chơi, giải trí, mua sắm không cần phải đem theo ví và các thẻ ngân hàng khác nữa, mà chúng ta chỉ việc đơn giản là nhập thông tin thẻ của mình và chiếc điện thoại, chúng ta có thể dễ dàng thanh toán. Để kích hoạt tính năng này, chúng ta chỉ việc bút biểu tượng Samsung Pay từ phía dưới màn hình, chọn lựa thẻ cần thanh toán. Sau đó chúng ta sẽ chọn hình thức bảo mật của mình như là mã mắt, vân tay, mã pin. Cuối cùng, anh chị chỉ việc áp chiếc điện thoại của mình vào bất kỳ máy POS thanh toán nào. Samsung Pay là
một hình thức thanh toán bảo mật tối ưu nhất trên thị trường hiện nay. Vậy là xong. Thế là giao dịch đã được thực hiện vô cùng nhanh chóng, dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết. Em vừa chia sẻ cho các anh chị về những tính năng vô cùng đặc biệt của Samsung Galaxy Note 8. Em xin mời anh chị trải nghiệm sản phẩm nào.